Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc đánh giá toàn bộ thiệt hại từ trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tấn công bán đảo Noto của tỉnh Ishikawa khiến ít nhất 168 người được xác nhận thiệt mạng. Ước tính số người mất tích tăng lên 323 người, phá hủy các tòa nhà và đường xá, đồng thời khiến nhiều ngôi nhà bị mất điện trong điều kiện nhiệt độ đóng băng. Trận động đất xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nhật Bản, vốn vấp phải sự phản đối gay gắt của một số người dân địa phương kể từ trận động đất và sóng thần năm 2011 gây ra vụ nổ hạt nhân ở Fukushima. Toàn bộ thị trấn bị tàn phá trong thảm họa đó. Nhà máy điện hạt nhân Shika nằm cách tâm trấn 65 km. Một tuần sau trận thảm họa, một vết dầu loang có kích thước khoảng 5 x 10 m nổi trên mặt biển. Phía trước nhà máy, công ty điện lực Hokuriku cho biết điểm dò dỉ đã được xử lý bằng chất trung hòa. Theo công ty Hokuriku, một lượng nhỏ mang dầu đã được phát hiện trong mảng suối và trên con đường xung quanh lò phản ứng số 2. Mức độ bức xạ bên ngoài không ảnh hưởng và không gây tác động xấu đối với sức khỏe con người hay môi trường. Công ty này cho rằng vết dầu loang xuất phát từ một máy biến thể bị dò dỉ dầu khi động đất xảy ra sự cố khiến cho hệ thống chữa cháy được kích hoạt và phun nước quanh máy biến thể khiến dầu loang, sau đó dầu chảy vào máng suối thông qua nước mưa. Nguồn cung điện từ bên ngoài, thiết bị giám sát và hệ thống làm mát của nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết không phát hiện thấy sự gia tăng mức độ phóng xạ tại các trạm giám sát trong khu vực và không phát hiện bất thường nào tại hơn 20 lò phản ứng nằm dọc theo bờ biển gần đó bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui. Cơ quan này cho biết, nhà máy Sika của Hokuriku Electric, nhà máy gần tâm chấn nhất, đã tạm dừng hai lò phản ứng trước trận động đất để kiểm tra thường xuyên và không nhận thấy có tác động gì sau trận động đất. Một tuần sau khi trận động đất 7,6 độ Richter xảy ra vào ngày 1 tháng 1, quy mô hư hại vẫn chưa rõ do hệ thống giao thông và liên lạc bị ngắt. Trong khi đó, nhà chức trách đang xây dựng lại đường xá để phân phát cứu trợ và tiếp cận những người sống sót. Nhà chức trách Nhật Bản thông báo số người chết trong thảm họa động đất xảy ra dịp năm mới đã tăng lên con số 161. Trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào ngày 1 tháng 1 gây ra sóng thần, làm đổ sập nhiều tòa nhà và gây hỏa hoạn quy mô lớn, tàn phá khu vực bán đảo Noto của tỉnh Ishikawa. Đây là trận động đất cấp 7, cấp cao nhất trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Sau trận động đất, các tỉnh Ishikawa, Toyama, Niigata và Fukui vẫn đang phải hứng chịu nhiều đợt dư chấn tiếp tục xảy ra, khiến cho nền đất không ổn định và kết cấu của nhiều căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số khu vực vẫn bị cô lập theo đường bộ. Chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên, dự kiến tuyết rơi dày sẽ gây cản trở hoạt động cứu hộ và khiến người dân tại vùng động đất gặp khó khăn hơn. Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo, lượng tuyết lớn tích tụ có thể gây sập thêm nhiều căn nhà. Những căn đã trở nên mất ổn định do thảm họa động đất và dư chấn. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, thời tiết đang dần lạnh hơn. Tại những khu vực bị mất điện, người dân đang phải chống chọi với cái lạnh thông qua thiết bị sưởi dầu, khởi động động cơ xe để sử dụng điều hòa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào ngày 8 tháng 1, tuyết sẽ rơi dày từ 10 đến 90 cm tại các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do động đất. Thời tiết khắc nghiệt có thể cản trở công tác cứu hộ và gây thêm nhiều khó khăn cuộc sống cho người dân ở khu vực này. Bên cạnh đó, mưa xảy ra ở một số khu vực cũng gây ra lở đất, khiến lực lượng cứu hộ Nhật Bản khó tiếp cận các khu vực hẻo lánh. Video do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy một nhóm binh sĩ đi bộ tới các khu vực biệt lập chịu ảnh hưởng bởi động đất. Nhà chức trách Nhật Bản cũng huy động trực thăng hỗ trợ. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã huy động 5.900 binh sĩ tham gia sứ mệnh cứu trợ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 7 tháng 1 cho biết. Trước đó, các nỗ lực cứu trợ có sự tham gia của 30 máy bay, 9 tàu thuyền và 12 chó nghiệp vụ. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương cũng tham gia sứ mệnh. Tình trạng thời tiết lạnh giá ở Nhật Bản cũng có thể khiến 28.000 người ở khoảng 400 nơi tạm trú chưa thể trở về nhà để đánh giá thiệt hại tài sản. Các bức ảnh không gian được Business Insider đưa tin đã cho thấy, trận động đất ở Nhật Bản với cường độ 7,6 độ Richter đã khiến đất dọc bờ biển của quốc gia này nhô cao tới 4 mét. Chưa hết, Viện Nghiên cứu Động đất tại Đại học Tokyo phát hiện ra rằng bờ biển đầy cát ở phía tây Nhật Bản đã dịch chuyển tới 250 mét về phía biển ở một số nơi, tức là gấp đôi chiều dài sân bóng ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là đáy biển dọc theo bờ biển hiện đã nhô lên trên mặt nước ở nhiều nơi trên bán đảo Noto, tầm chấn của động đất tạo ra những bãi biển mới lộ thiên. Cơ quan thông tin không gian địa lý Nhật Bản đã công bố phân tích vệ tinh sơ đồ về bán đảo Noto, so sánh hình ảnh vệ tinh từ tháng 6 năm 2023 với hình ảnh từ những ngày sau trận động đất. Cơ quan này cũng đã xác định được nhiều khu vực nơi đường bờ biển mới đã xuất hiện. Hãng AP hôm mùng 6 tháng 1 cũng đưa tin, số người thiệt mạng do vụ động đất lớn ở miền Tây Nhật Bản đã lên tới 100 người. Lực lượng cứu hộ hàng nghìn người của nước này đang phải vật lộn với các cơn dư chấn để đưa người ra khỏi đống đổ nát một cách an toàn. Hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản đã tham gia nỗ lực tiếp cận những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất trên. Bán đảo Noto được nối với phần còn lại của đảo chính Honshu bằng một dải đất hẹp hàng chục dư chấn đã làm rung chuyển Ishikawa và khu vực lân cận trong tuần qua. Nhật Bản với những đường đứt gãy đan xen bên dưới là một quốc gia cực kỳ dễ xảy ra động đất. Các chuyên gia tại quốc gia này cũng cảnh báo trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ có thêm những dư chấn mới. Theo thông tin cho biết, sau nhiều giờ truy lùng công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Tại khu vực này trong ngày, công an đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Khu vực nghi có nghi phạm đang lẫn trốn là một khu đất rộng lớn hàng trăm hecta ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Nơi đây bị che khuất bởi cây cối có hoang một ôm tùm. Bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh, dù khá nhỏ hẹp. Suốt đêm qua 7 tháng 1, cả trăm lực lượng của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Long An cùng các lực lượng dân phòng vẫn đang bao vây khu vực xác định có nghi phạm giết người đang lẫn trốn. Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn ẩn nấp trong khu vực này, nhiều lực lượng của công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây các lối ra vào đều có chút chặn kiểm soát. Tuy nhiên, do khu vực rất rộng lớn, cây cối ôm um tùm nên việc truy tìm rất khó. Lực lượng chức trách đã được tăng cường xuống khu vực này để tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. Sự việc công an truy bắt nghi phạm giết người cũng thu hút sự chú ý của người dân. Vì vậy, người dân trong khu vực cũng rất quan tâm đến những trường hợp khả nghi để báo cơ quan chức năng. Trước đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la ó bên trong một quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy của nạn nhân với tốc độ nhanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy đuổi để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm liền bỏ xe máy lại bên đường, rồi chạy xuống một khu đất rộng. Toàn cây dài mọc ôm tùm. Trong đêm 6 và suốt ngày 7 tháng 1, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm giết người đang lẫn trốn. Người dân sinh sống quanh khu vực được đề nghị cảnh giác và khi phát hiện khả nghi thì cần báo cáo ngay cho cơ quan công an.